Tôn Nhiên Đức Phật. Tiên thiết trong kinh Địa Tạng Diễn nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng, con xin tâm cảm động về chân thật một lần một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện này, con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi ngài, con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ cùng trên ngàn phương tiện dẫn dắt khiến dụ khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến ngài về quy y ngài hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong ngài cũng lòng đại từ bi thương xót mẹ chứng minh cho sự quy y cùng đời nguyện này của con khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên. Hiện nay con là người phàm phu vô si vô biết nghiệp chướng, sau này ngưỡng mong đại Thánh trụ lòng từ bi thương xót về con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mẹ giao hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý đến tận mọi nơi, mọi việc chúng thiện đều chưa từng đâu đạt được bổn tâm thanh tịnh rốt ráo điều rồi điều sẽ mau chấm thoát bổn đi sanh tự thành đạo Bồ Đề. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phẩm thứ 13, diện giờ cứu độ nhân gian. Đức Phật giáo phó lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng xoa đảnh ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng ngài Địa Tạng Bồ Tát thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen người tiên nói những sự thiện nghĩ bàn thở nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng tiện hết định này Địa Tạng ông nên nhớ nghe nhớ. Hôm nay ta ở trong cung trời đeo đợi đôi pháp hội đó có trăm nghìn muôn bất khả thiết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời đồng tám bộ chúng đây một lần nữa đem các hàng chúng sanh những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ đỡ các chúng sanh đó phải bị đổ vào các ác đạo cho là chừng một ngày một đêm, muốn chi lại đỡ cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián, địa ngục A Tỳ mãi đến nhiều muôn không lúc nào ra khỏi ước này. Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh của Diêm Phù Đờ mà không định phần tâm không đồng điều quen theo các theo thói ác thoảng hẹp, có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thói nát, còn thói thất còn như duyên ác lại luôn tăng trưởng để đó. Nên ta phải chia phần này ra trên nhiều ở hóa độ thuận theo căn tánh của chúng nó hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông trong đời sau như có hàng trời người và cùng thiện nam thiện nữ nào trồng chục ít kinh lành ở trong Phật pháp chừng bằng sợi lắc nỉ trần hột cát dọn nước thời âm, nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó làm cho người đó tu tập đặng làm đạo hạnh vô lượng chức đỡ họ thối thất lại vài nửa. Này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời siêu hay có trời hay người nào phải theo nghiệp mẹ đạo họ báo địa đổ vào chốn ác đạo đó khi bị đổ vào
Bèo ác đạo, bèo bước vào đến cửa địa ngục. Những chúng sanh đó đều có những thể niệm định danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu một của một vị Phật Bồ Tát cùng một câu tờ kinh điển Đại Thừa. Ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kỳ đó phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vi diệu thụ. Tháng bấy giờ, Đức Thế Tôn liền nói cỡ rằng: đời nay đời sau chúng thiên nhân nay ta ân cần dạy bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Hai Bồ Tát tôn trị. Bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật liền bạch: Đức Thế Tôn cuối xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu có thiện nam cùng kỹ nữ nào đối với trong Phật pháp có một niềm kính, con cũng dùng trinh nghiệm phương tiện độ thoát người đó, làm cho mưu định thoát khỏi trong đường sanh tử. Hứa nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hạnh niệm nghe, nhưng ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thoái chuyện. Ba hư không tạm vạch khỏi lúc ngày lúc ngày Địa Tạng Bồ Tát vạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này nghe Đức Như ngài lợi khen, ôi thần thở lực không thở nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hãy có người thiện nam cùng thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng vân vân nghe kinh điều này và nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim chim ngưỡng lỡ hình Địa Tạng Bồ Tát. Thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi của năm Đức Thế Tôn, vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại về vị lai mà nói lược việc ấy cho 428 điều lợi đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lắm nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát về nghi kinh này đến đập tụng dùng hương hoa dùng ăn món uống y phục hoặc béo và quá thấy công dụng đỡ thời ấy kẻ ấy được 28 điều lợi. Sau đây một các hàng trời đập trời hộ niệm, hai quả lành càng ngày càng thêm lớn, ba chứa nhóm nhơ vô thượng của chánh bốn mãi không còn thối thất đạo hồ đờ, nên đồ mịch món ăn dồi dào đầy đủ, xéo những bệnh tật không đến nơi thân bị khỏi những tai nạn vờ lửa về nước tám không bị không có bị hại vì trộm cướp chính người khác thấy đến sanh lòng cung kính chính. 10 các hàng vị thần theo hộ trì. 11 đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 12 đời sau con gái các hàng vương giả đại thần. 13 thân tướng xinh đẹp. 14 phần nhiều được sanh về cõi trời. 15 hạt làm bậc vua chúa. 16 có trí sáng biết rõ việc trong những đời trước có nhật. 17 có năm cầu chi cũng được tội ý. 18 quyến thuộc an vui. 19 các tai vạ bất ngờ đều vứt sạch. 20 các nghiệp và ác đạo đều từ trừ hẳn. 20 21 khi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại. 22 đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ. 23 những người thân độc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ. 24 nếu về đời trước có phước đời thời được thọ sanh về khỏi vui sướng. 25 các bậc thánh ngợi khen. 26 căn tánh lanh lợi thông minh. 27 dù lòng từ mẫn. 28 rốt ráo thành Phật. 57 điều lợi lại vài nữa này Hư Không Tạng Bồ Tát như hàng trời rồng vị thần ở hiện tại về vị lai nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, đánh lỡ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hãy nghe các sự về mỗi hình tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà người khiên chim lỡ thời
sẽ định bảy điều lợi ích: một, mau chứng bậc thánh; hai, nghiệp ác tiêu diệt; ba, chư phẩm đến ủng hộ bổn thời thoái thác bồ đề; năm, bổn lực được tăng trưởng; sáu, việc đời trước đều rõ rệt bị rốt ráo thành; sáu, đại hội tám tháng mấy giờ có thể tiếp bắt hiện tất cả các đức Phật và đại bồ tát cùng tám bộ chúng trời đồng ở mười phương đến dự pháp hội đó. Nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen ngợi tiên bình sức ôi thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát điều khiến về việc chưa từng có lúc đó trời đeo lợi rước vô lượng hương hoa thiêu y chuỗi nhập đỡ cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều lại chim ngưỡng lờ đánh tay mà lui ra. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đường bốn ấn nguyện tiếp bước một ba đường hội. Có ai thấy nghi điều pháp bồ đề tám thoát một pháp thân này đồng sanh nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha.